de cantar. Đưa cái điện thoại qua xí hay đứa cha ánh sáng đi. Nghe cái điện thoại lại xí. Cho chị ngồi chơi chờ xí chị xa nối với chị rồi đó. Chị là đau lắm, không bao nhiêu tiền hết mà chị làm như đó lỡ sốt là ông viêm bọc lên rồi. Chị biết em làm mấy cái ca mà đã đi chữa nơi khác mà bị hoại tử luôn á. Chị mụn với da bình thường thôi mà đi chỗ khác 3 lần về cái mặt nhiễm trùng luôn. Mới tới em mà người ta đi cua thài rồi người ta mới tới em mà chị biết đi nặng mụn. Đi trị mụn mà phải cua thài cua ngày rồi mới đi là chị biết người ta khiếp cỡ mô rồi. Chạp em đưa mặt nó ra cho chị xem. Chị vô Facebook em á, massage trị mụn cái thằng đó em mới đăng đó. Dạ. Em làm đến 7 giờ chị. Dạ đúng rồi. Ngày thường là chị mắc đi làm đúng không? Thực ra chủ nhật cũng đông, thực ra chủ nhật môn cũng đông hết trơn. Chủ nhật là ngày họ nghỉ. Dạ. Chủ nhật tới thứ bảy là tại nhà đó đó. Thôi, bé Hiển quay không được, cứ kiếm làm không được kiếm nợ. Bị thâu để đó về làm cho. Dạ trời, em chỉ biết ở đây em làm khách mụn mấy tuổi không? 6 tuổi. 6 tuổi qua làm ba hột mụn. Dạ. Lớp 4 có mụn là bình thường. Chạp em đưa mặt bán lớp 4 cho chị xây. Thấy còn nặng hơn. Bán đi làm chị. Bán này 9. Bán này nhỏ hơn con đó. Năm em bên lớp 4 vô lớp 5 mà chị dẫn đi hồi lớp 7 giờ đó. Chứ hồi nó là sợ nó lo chứ mà dịch đó đã gián đoạn rồi đấy đi cho thờ. Đúng rồi. Nè, chẳng biết thấy là thà ăn bạn 66 chứ cũng được. Cái trán là cho đứng đứng này xíu loạn sẽ đỡ khác không đứt nằm này nằm đây là đỡ khác.
Dạ. Dạ. Nhất là con. Em định quảng cáo mà thợ em không cho em quảng cáo. Mấy đứa làm nó em cho quảng cáo. Em kêu Facebook cũng tốt hả? Kêu quảng cáo rồi khách tới ai làm. Đó, tụi hắn nói đó kêu hay là mình. Bà đi thợ cho cái quay này là em quay. Dạ. Chị nói đó đó chị, cho thợ làm khách thợ hân ưng, khách thợ họ cứ đùng đãi không cũng mệt lắm. Ai cũng muốn thợ làm cho mình đỡ bớt chứ không này. Dạ, hai lần rồi. Hai lần chị hả? Kinh này tay không đang gớm ghê. Trên mạng em cũng thấy trời cũng có nhiều người làm tay không ngay.